Yeah, mẹ mời con ăn kem. Đúng rồi, đã xếp hình gì đây con? Có xếp hình hoa rồi nhỉ? Con gái mẹ giỏi quá. Đúng rồi. À đúng rồi, xoay như thế này, đúng rồi, con giỏi lắm. Đúng rồi, làm lại đi. Yeah, đúng rồi. Làm lại đi. Đúng rồi. À, có để riêng ra, đúng rồi, đấy. Rồi, đúng rồi, để riêng ra. À, đất cắt. Thôi, đợi làm cái bánh tiếp đi, mình cho đấy, nhiều chưa? Nhiều quá nè. Hi, thích quá, thích quá. Không có hai màu đấy nhỉ? Đúng không? Thì cười kìa, cười xấu vậy. Ê, cười xấu kìa. Thì cái tươi xinh nhỉ? À, cái đấy là cái tươi xinh. Xếp, con xếp cao. Đấy, cao chưa? Đó, con xếp đi, con xếp cho cao lên. Hai. Cao quá.